Những tác phẩm ở đây đều làm bằng đồng hết các bạn. Các cái họa tiết trên hoa văn ở trên tác phẩm là rất là đẹp và rất là sắc nét. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay chúng ta tiếp tục series chợ đồ cũ Vạn Phúc. Ở video trước có rất nhiều khán giả đã bình luận và bảo là tôi sản xuất và cho ra những video về chợ đồ cũ Hà Nội tiếp theo. Thì hôm nay tôi mới có thời gian rảnh để đi quay một số nơi để cho các đăng lên cho các bạn xem và các bạn trải nghiệm về phố Vạn Phúc và chợ đồ cũ Hà Nội nhé. Phía bên tay phải chúng ta là cổng làng chợ Vạn Phúc các bạn ạ. Phía bên trong đấy là bán về các sản phẩm về lụa tơ tằm nhé. Các bạn nào có thời gian thì các bạn đến khu vực này để tham quan và trải nghiệm nhé. Để tiếp tục series về chợ đồ cũ Hà Nội, hôm nay chúng ta sẽ đi vào một gian hàng này. Là gian hàng bán toàn đồ đồng các bạn ạ, đồ đồng xưa. Ở đây chúng ta có cái móc áo các bạn. Các bạn có biết được cái móc áo này không? Móc áo này được làm bằng đồng và được đúc rất là tỉ mỉ, nhiều chi tiết rất là mang phong cách phương Đông các bạn ạ. Ở đây chúng ta có một cái sừng, chắc là sừng, cái này là sừng hươu các bạn. Một số đồ vật, đồ ấm, chén và đồ sành sứ hôm nay chúng ta cũng đã sẽ được trải nghiệm ở phần series tiếp theo này. Ở đây chúng ta có một con gà đứng trên đống thỏi tiền vàng các bạn. Và phía bên trong là bộ bát cửu, bát bửu các bạn nhé. Mình không am hiểu về các cái dòng đồ này mấy, cho nên là nhiều khi là nói vẫn còn sai, thì các bạn thấy sai chỗ nào thì các bạn góp cho ý kiến nhé. Ở đây là có hai con voi. Hai con voi này có hai bà Trưng các bạn ạ. Ở đây có cái nhẫn ngọc bích. Hai con voi bằng đồng. Các bạn có nhìn thấy cái mốc xanh xanh không? Chắc chắn này nó phải bằng đồng, nó có cái mốc xanh đấy. Còn bà Trưng thì đang đứng ở ngoài kia các bạn. Đấy, các bạn nhìn có rõ. Trêu đùa đấy thôi, hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm con chó này nhá. Xem con chó, này là con chó, không biết là chó dạng gì đây, nhưng mà nó cao, chân dài, mõm dài. Chó này chó săn các bạn. Con cẩu này làm bằng đồng đấy các bạn. Sờ trên, nhiều người sờ vào cái đầu của nó thì nó bị mòn và nó vàng màu đồng này các bạn. Bên bụng nó đặc. Em chó này chắc là cũng thời đồ xưa, thời Pháp gần đây thôi. Các bạn yêu mến kênh thì các bạn cho xin một like, một đăng ký kênh và bấm vào quả chuông để nhận những thông tin video mới nhé. Mua đấy, dắt vào túi quần. Đây là cái dao thời chiến đấy. Ngụy ấy. Cái này là, nó là dao đầu, dao đuôi. Rút ra. Bên trong là dao ấy. Dao găm ấy. Dao găm của Mỹ đấy. Cháu sợ đi tù. 7 triệu thì đâu tù ấy. Các bạn trẻ đang đi trải nghiệm chợ đồ cũ Vạn Phúc các bạn ạ. Ở đây chúng ta có một đống tiền, một sấp tiền 50 đồng các bạn ạ. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy được cái tờ tiền này. Một số cái đồ vật ở đây nhìn cũng rất là mới nhá. Như cái, để chúng ta xem cái tẩu thuốc này. Tẩu thuốc này nhìn rất là mới các bạn ạ. Đấy, đồ nhựa và đồ ấy là cũng vẫn là mới thôi. Cái khay bên này thì có một số cái đồ đồng rất là chi tiết. Chúng ta khám phá cái tủ kính này nhé. Cái tủ kính này thì được bày bán cả đồng hồ rồi tiền, cái tiền kia như cả tiền Hàn Quốc. Ở đây chúng ta có một cái tiểu cảnh các bạn này. Có cái tháp và có một con tỳ hưu bằng đá này. Một số các vật dụng ấm chén và nư hương ở phía đằng sau. À, chúng ta có ở đây, chúng ta có một cái cẩu tháp này. Trong này có cá các bạn này, có con cá 7 màu, có mấy con đấy. Giữa kia này chúng ta có cái bát để đựng cám để cho nó ăn nhá. Đây chúng ta có một số cái đồ sành
Chắc là cũng niên đại còn mới đây thôi các bạn, không phải là những đồ cổ đâu nhá. Đấy, có trên phía trên là có cái cầu tháp này. Phần phía bên này thì chúng ta đang có một cái gà tàn, một con gà bằng đồng các bạn này. Đấy, con cóc ngậm tiền vàng, ngậm tiền. Rất là nhìn rất là cổ các bạn nhá, mốc xanh. Nhưng mà chúng ta không có chuyên môn cho chúng ta không thẩm định được cái đấy nó là như thế nào. Ồ, có một cái bức tượng cô gái đẹp quá. Về đây có một con tỳ hưu hay con gì đây ạ? Bằng đá. Ồ, có một cái khung ảnh bằng đồng các bạn nhá. Đẹp chưa? Đây là cái quả chuông, chuông tay. Ở đây có chúng ta có một cái tượng này, nó được để ở trong cái lồng kính này, chắc là cũng có giá trị. Trong video này các bạn nào mà có thích về các cái sản phẩm đồ vật nào thì các bạn có thể để comment bình luận ở phía dưới, tôi có thể liên hệ và nhờ người bán, người ta sẽ chuyển phát nhanh và cho quý vị các bạn nhé. Chứ còn tôi không buôn bán cái đồ này. Trong phần series chợ đồ cũ Vạn Phúc này thì tôi quay thì có rất nhiều các sản phẩm có khả năng là vẫn còn vừa mới các bạn, như cái sản phẩm đây là đang là năm 2020 các bạn nhé. Cái cúp của bác nào bác chơi gôn bây giờ bác đã được ra đây rồi. Ở đây chúng ta có cái hai cái chân đèn bằng đồng đấy các bạn ạ. Chúng ta cũng đi tìm hiểu phía dưới. Phía dưới chúng ta đang có một cái nư hương, một con tỷ hưu bằng đồng và một con tỷ hưu bằng đá các bạn này. Rất là đẹp các bạn ạ. Ở đây chúng ta có một cái đồ vật, một sản phẩm nhìn cũng hay hay, mở ra xem có cái gì bên trong nhá. Một cái gì đây? Cái này bằng inox các bạn ạ. Cái này nó là cái kìm, một bộ dụng cụ để ở đây nó có chữ Victoria Inox. Khung cảnh tiếp theo chúng ta đã đến một cái hình ảnh của một cái cây trầm các bạn ạ. Ở đây tôi đứng ở đây tôi ngửi thấy cái mùi trầm rất là thơm, nhưng mà không biết là nó là trầm gì. Và một số chúng ta sẽ cùng quay một số cái hình ảnh về các cái bức tượng. Bức tượng này nó không phải là ở Việt Nam đâu các bạn nhá. Mình nhìn thấy cái gương mặt, khuôn mặt này là nó là mang phong cách châu Âu một chút rồi. Người cái trang phục và cái con ngựa này cũng không phải là ở thời kỳ của chúng ta. Những cái đồ này khả năng là người ta đã nhập từ nước ngoài về các bạn ạ. Đây thì có cái tượng của Gia Cát Dự và một cái tượng của Nữ Thần Tự Do. Ở đây chúng ta vẫn có một cái chuông này. Cái tượng Gia Cát Dự cầm quạt này thì hầu như là ai cũng biết đấy. Đây là cái gì chúng ta không biết. Có đây có con chó. Ngoài cửa có con chó, ở đây có con chó. Con chó này mạ vàng luôn các bạn nhé. Rất là đẹp. Ok, cái tượng tượng A Di Lặc. Ở đây có bác Lý Tiểu Long bằng đồng. Nhìn cũng khá giống với lại diễn viên trên phim các bạn nhỉ. Chúng ta đến với bức tượng Thánh Trần Quốc Tuấn. Đức Thánh Trần ấy. Một số các cái bức tượng phía sau thì của phương Tây. Đây giống như cái bức tượng này là từ phương Tây về nhé. Nhìn cái họa tiết đúc của người ta rất là tinh xảo các bạn ạ. Đây có cái tượng Quan Công và tượng bên kia không biết có phải là Gia Cát Dự không. Lưu Bị, hình như là Lưu Bị đúng hơn các bạn. Ồ, bên kia có một cái súng các bạn nhỉ, súng hơi. Đấy, cái súng này nhìn không biết đồ nhựa hay đồ gì, không biết, chắc là đồ thật đấy các bạn, không đồ nhựa đâu. Một số cái sản phẩm bằng đồng mà người ta nhập về thì nhìn cái họa tiết người ta đúc rất là tinh xảo. Đây có một cái con tỳ hưu bằng đá, nhìn một cái đá này rất lạ các bạn. Ồ, có hai cái đèn dầu cổ kìa. Ấy, một cái lư hương. Đây là một bức tượng Nữ Thần Tự Do. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng một số các cái sản phẩm nho nhỏ dùng
mini bé bé các bạn nhé. Nhìn cái kia là cái còi và cái này là cái để đốt trầm nha các bạn. Đây cũng lư hương nhưng mà bé tí. Một cái số cái tẩu hút thuốc. Cái gì anh lá? Cái này là quán chim đúng không? Chim. Gọi là cái gì lá? Này là cái gì? Con trùng quan trọng là có năng khiếu để bán không? Chúng ta lấn sân sang hội họa tí các bạn nhé. Ở đây có một số các bức tranh cũ, cổ người ta đã bày bán ở đây. Phía trong bên kia này có sách cũ lắm rồi các bạn. Nó cái giá sách kia nhuốm màu thời gian khá lâu rồi đấy các bạn. Nhìn thấy cái màu của cái sách nó khác với lại cái màu sách mới bây giờ nhé. Một số các cái bức tranh người ta đã gỡ cái khung ra, người ta để xuống dưới đây. Đây là những cái bức tranh người ta thu thập về xong rồi người ta để ở đây bày bán. Ai có nhu cầu mua thì cứ đến và xem và tham khảo thôi. Ở đây gian bên này là chúng ta đang được nhìn thấy tiền các bạn. Ở đây là đồng, đây là đồng tiền bạc Đông Dương như sao các bạn ạ. Được sản xuất năm 1908. Và một số các cái sản phẩm như đồng tiền xu cổ của Việt Nam ngày xưa cũng được bày bán. Nó bằng đồng, nó đã bị rỉ sét và nó mốc xanh hết rồi các bạn ạ. Mình quan sát thì thấy có một số đồng xu nó còn không nhìn thấy cái tên, cái chữ ở trên cái đồng tiền nữa các bạn. Nó nhuốm màu thời gian khá lâu rồi đấy ạ. Chúng ta cùng đi sang cái gian bên cạnh. Ở đây người ta bán cả cái dây da đồng đeo đồng hồ cũ và mới các bạn ạ. Mới tinh luôn đấy ạ. Người ta làm bằng vật dụng, bằng thủ công nhé. Chúng ta cùng đi ra cái gian hàng phía ngoài này xem các xe đạp thời Pháp các bạn ạ. Ở cái khu vực này đấy, người ta đang bán phía trong người ta bán đồng hồ, ở phía ngoài thì bán xe đạp. Xe đạp nếu như mà các bạn có biết thì đây là xe đạp Peugeot nhé, Peugeot của Pháp. Một số cái xe đạp ở đây còn khá mới các bạn ạ. Nhìn nó vẫn có cái kiểu cách vì nó cứng cáp, nó cổ. Còn phía bên này thì là những cái xe đạp mới, đời mới hơn một chút. Có cả xe phía góc, phía bên kia có cả xe đạp điện như sao ấy. Đây những dòng xe thể thao mới đây. Ồ, cái xe đẹp quá. Đây là xe đạp điện này các bạn này. Nhưng mà người ta tháo hết ắc quy rồi. Ờ, anh có cả long zin à. Nhiều đồng hồ xịn anh nhỉ? Bên này có nhiều. Dạ. Cái đồng hồ con gà này hồi bé mới thấy nhỉ. Cái đồng hồ này nó tên là đồng hồ gì ấy? Cái trắng trắng này nó có cái phản quang chưa nhỉ? Và các bạn yêu mến kênh xin đăng ký kênh giúp mình nhé. Rồi video cũng đã khá dài rồi thì tôi xin kết thúc video tại đây. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái phần video tiếp theo nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.